Trước đó ngày 5 tháng 6 năm 2023 tại Thiện viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh số 69, Trần Nhân Tông, phường 2, thành phố Sóc Trăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Khóa An cư kiết hạ năm nay được tổ chức tập trung tại hai điểm. Trường Hạ Tăng tại Thiện viện Trúc Lâm Sóc Trăng có khoảng 40 hành giả đăng ký nhập hạ. Trường Hạ Ni tại Chùa Đại Giác số 542 trên 1 Nguyễn Huệ Phường 9, thành phố Sóc Trăng có khoảng 60 vị phát tâm tu học trong 3 tháng. Chùa Tùng Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện có khoảng 90 vị đăng ký tùng hạ cấm túc an cư tại chùa để tu tập. Sau lễ hành chánh chư tôn đức tăng Quang Lâm Chánh Điện Thiền Viện Trúc Lâm cử hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ, chư ni về chùa Đại Giác cũng trang nghiêm làm lễ đối thú chính thức vào khóa an cư kiết hạ, Phật lịch 2567.